Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm đó nay lu bu quá, không có lên cái clip để quay cho cả nhà mình giao lưu với những nhà vườn cũng như là những cái clip ngắm những cái nhà vườn đẹp. Kênh em thì ít có chia sẻ, nhưng mà mấy ngày nay công việc ở nhà thì thường, do đó thì lên cái clip để chia sẻ với cả nhà mình. Thứ nhất là chia sẻ với những cô chú anh chị ha, là đang xem trên kênh em, đã đăng ký kênh của em ha, và để làm một cái clip cho những cô chú anh chị nào mà mua cây ủng hộ bên vườn nhà em để biết cái cách để chăm sóc cái cây mai từ đầu năm tới cuối năm, sao cho mà nó thật là dễ hiểu nhất cho cả nhà, thật là dễ hiểu nhất và dễ áp dụng nhất nha cả nhà. Thì nói về cây mai á, cái này là kinh nghiệm riêng của em nha, tại nói chung thì em cũng làm mai lâu rồi chứ không phải mới đây. Trước thì làm bonsai nhưng mà cái nâu ở nhà em là làm mai nay cũng hơn 20 năm rồi. Cây mai á, là nó rất là dễ tính nha cả nhà, rất là dễ chăm sóc, mà do nói thì thành ra thì đụng chạm, do quá nhiều anh em lên chia sẻ cách chăm sóc rồi làm cho bà con mình rối, rồi tự mình đưa cho cây mai là nó khó tính, rồi đưa những cái loại phân thuốc nó quá cầu kỳ, nó quá phức tạp nha cả nhà. Thì bên em là nhà vườn và có luôn cái cơ sở thuốc bảo vệ thực vật nha. Do đó thì cái này mà ở cái góc độ cái nhà vườn đi thì và là kim luôn cơ sở thì nói cả nhà mình cây mai không cần phải cái gì phải phân thuốc quá nhiều nha cả nhà. Thì cây mai chúng ta thì nó cũng như bà con mình hồi xưa hay nói là nhất nước nhì phân tam cần tứ giống ha. Mà ở đây á, cây mai á, thì cái điều quan trọng nhất nha cả nhà thì là do là con người, là ở phần cần á nha cả nhà. Thì nước phân giống gì thì không biết, nhưng mà cũng con người ta mà cần cù á, cái phần cần á, là coi như là cái cây mai chúng ta phải chăm đúng liệu trình của nó, đúng cử đúng cử đúng cử là cây mai sẽ tốt nha cả nhà, không cần phải phân thuốc quá nhiều nha. Cả nhà mình có thấy cái cây gì, tất cả những cái dòng cây thì hầu như là ít có cái dòng cây nào mà cây mai về mình nhổ sạch phân sạch đất ra nó vẫn sống và cành nó dâm nên vẫn lên, và cái rễ của nó khỏi phải nói rồi nó cũng lên, do đó nó là một cái dòng cây rất là dễ sống. Tuy nhiên thì do chúng ta tự mình làm khó mình thành ra cây mai nó rất là khó. Thì không để dài dòng ở đây thì cái góc độ em biết sao em chia sẻ vậy nha, không có chỉ, không phải là thầy thợ gì nha cả nhà, nhưng mà mình biết sao mình chia sẻ. Thì cây mai cũng vậy và tất cả những cái dòng cây khác nó cũng vậy, nó có một cái chu kỳ. Thí dụ như em nói cả nhà mình đơn giản dễ hiểu nhất nè là cái cây ăn trái ha, cây ăn trái đi thì nó có những cái giai đoạn để chúng ta trồng, vừa từ trồng tới thu hoạch. Là giai đoạn đầu là nó cần gì, nó cần nhiều đạm nè, giai đoạn đầu cần nhiều đạm. Thí dụ như cây ăn trái thì nó kéo dài hơn cây mai. Cây mai mình thì chu kỳ 1 năm thì bắt đầu mình có bông chơi. Thí dụ như mình nói trước là cây ăn trái đi thì cái giai đoạn đầu nó thì nó cần nhiều nhiều đạm nè, để chi nữa, cho nó tạo bộ khung bộ tán cho cây cho nó lớn ha. Rồi cái giai đoạn mà khi mà làm nụ thì mình bổ sung nhiều lần để cho nó kích mầm, và giai đoạn cuối thì mình xài bổ sung nó nhiều kali hơn để chi, để cho nó nuôi cái trái cho to. Nói vậy cây mai cũng vậy ha, giai đoạn đầu chúng ta thì những tháng đầu từ cái tháng 1 nha, cả nhà mình lưu ý cây mai nha, mình từ cái đầu năm ha. Thì thông thường cả nhà qua Tết thì giữa giữa tháng ngọ giữa tháng giêng hoặc là đầu tháng 2 là chúng ta con tàn. Con tàn thì giai đoạn đầu thì mình không xài phân thuốc nha, khi mà nó ra phải cây hai thì mình xài ok hơn. Cây hai thì lúc đó nó qua chuyển qua tháng 3 rồi, tháng 3 tháng 4 gì cả, tùy theo mỗi mỗi vườn mỗi cái đặc thù khác nhau. Thì mình cho tháng tháng 3 đi thì giai đoạn chúng ta bổ sung đạm nhiều xíu ha. Thì thí dụ như em có người tưới phân xịt thuốc quanh năm, đây cả nhà cũng mới thấy mới xịt nè, thì chúng ta giai đoạn này thì chúng ta xài đạm nhiều cho cây mai nó vô khung tàn nhiều, thì nhất là những cây mới mới như vậy nè thì chúng ta xài 30-10-10 NPK cả nhà, 30-10-10. Còn nếu như mà cô chú anh chị mình chăm không 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 thường xuyên nữa thì mình xài 20-10. Lý do là sao mà em nói chia theo tùy vườn, là cái lý do là cái đạm cao thì nó đồng nghĩa với cái cây mai chúng ta đi đọt thường và cái lá nó mỏng, cây mai sẽ dễ bệnh. Tụi em thì xịt coi như hàng tuần, nhiều khi 3 4 ngày xịt lần luôn cũng chừng. Thì mình xài 30 10 10 cho nó mau có bộ khung bộ tàn để mau bán
nha cả nhà. Còn cô chú anh chị mình chơi thì xài 20-10-10 thôi. Tuy nhiên 20-10 cái đường đạm nó cũng cũng khá khá là nhiều. Do đó thì đôi khi cô chú anh chị mình công việc nhiều quá, mà nhiều khi cả tháng mình mới xịt thuốc thì nó lại là một câu chuyện khác. Rồi đối với những cô chú anh chị mình nó quá là công việc quá quá lu bu thì chúng ta nên xài cái gì? 3 số 17 ha. Mặc dù cây mai nó không, nó quá phát nha, không có quá phát, nhưng mà nó có đủ chất dinh dưỡng, nói chung là nó không có thiếu ha. Nói chung là nó không có thiếu, nhưng mà nó để mà mình làm cho cái cây mai mà nó sum suê như tụi em mà trong vòng mấy tháng thì nó không có được, nhưng mà vẫn rất ok. Xài 3 số 17 là sao, là cái là hàm lượng đạm lân kali nó 17 17 17. Được một cái xài 3 số 17 thì cái chột nó rất là mập và cái mắt nó rất là khích nha cả nhà. Thì tùy theo, ví dụ như cả nhà mình cái cây mai mình đã vô khung như thế này rồi thì mình xài 3 số 17 là nó đơn giản nhất. Nói chung là cả nhà mình đừng có suy nghĩ cái gì nhiều nha, đơn giản thôi. 1 lít nước xài cho một một ký gam phân á, mình xài cho 300 lít nước. Và cái chúng ta mỗi lần chúng ta tưới chúng ta pha thêm thuốc dưỡng rễ, vậy là ok thôi. Rồi 1 năm á, chúng ta 1 năm á thì đầu cái giai đoạn đầu năm nè, đầu năm chúng ta thay phân hoặc là không thay phân thì chúng ta nên tưới Gidomin nha cả nhà. Gidomin cộng với là cái gì, cộng với là cái tuyến tùng nha cả nhà. Gidomin cộng tuyến tùng à, để phần trên nhiều khi cả nhà mình thấy vậy nhưng phần bên dưới nó giờ nó nấm khuẩn đồ này nọ rất là nhiều thì mình không thấy được đâu. Và cái bệnh thì nó là nấm nè, vi khuẩn nè, tuyến tùng nè và virus, thì nó là 4 yếu tố chính để làm nên cái bệnh tân cây mai. Do đó thì cái đó hoàn toàn phần đó nó sau cả nhà mình đi. Giờ cái lúc đầu là phân nè, rồi cả nhà mình nên nhớ em à, rất là dễ nè. Ít có thời gian chăm thì xài 3 số 17, còn hơi hơi có thời gian chăm thì mình xài 20-10-10 ha. Và có thời gian chăm như em để nuôi làm kinh tế luôn thì 30-10-10 nha. Và cả nhà mình nên chọn những cái loại mà nó có 2 cộng TE. TE là gì? Nó là những cái thành phần nè, trung lượng và vi lượng, NPK là đa lượng nha cả nhà. Thì y như người ta mình nhé, như nó ngoài thịt cá rồi cái chất tinh bột ra thì nó cần những cái sắt, kẽm, canxi, đồng, magie, cái gì mình cũng cần, cần y cái cây nó cũng y gan vậy. Do đó thì chúng ta bổ sung nha. Hồi xưa thì nó làm như tôm nước mình còn đạm nhiều á, còn phù sa nhiều á thì nó có nhiều cái chất đó, thì em thấy không có bổ sung thì nó cũng không ảnh hưởng tới cây cho lắm, mà bây giờ không bổ sung thì lâu lâu cả nhà mình sẽ thấy cái cây mai chúng ta nó sẽ có hiện tượng cái lá nó bị bạc bạc nha, nha. Lá bạc bạc hoặc là trái ngoài rìa lá này là nó là thiếu những cái thành phần trung vi lượng nha. Hoặc là cả nhà mình không xài những cái loại đạm NPK có cộng TE thì cả nhà mình mua riêng ha. Ví dụ như mua phân trung trung vi lượng, hoặc là nó có những cái loại thuốc bón lá ở phân bón lá nha. Thì cả nhà mình tóm tắt lại đơn giản nè, NPK là đạm lân kali nè ha. Mỗi 1 lần tưới cả nhà mình pha thêm với dưỡng rễ nè, và trong 1 tháng đó cả nhà mình có cộng thêm là trung vi lượng nha. Cả nhà mình nhớ ra tiệm thuốc bảo vệ thực vật đâu cũng có, còn còn không thì cứ liên hệ trực tiếp chỗ em thì cơ sở em có cung cấp luôn. Nhưng mà này không phải mình quảng cáo giới thiệu thuốc nha, những cái quảng cáo cho những khách hàng bên nhà vườn mà mua cây của em tặng về mình chăm sóc sao cho nó hiệu quả nhất. Rồi cái phần phân là nó như vậy thôi. Thì giai đoạn đầu là nó như vậy nha. Rồi tới cái giai đoạn mà tháng 8, tháng 9 là bắt đầu làm nụ, thì cả nhà mình chuyển qua xài những cái loại nào mà nó có lân nhiều nè. Lân nhiều là DAP nhớ nè. Thì chỗ em thì xài DAP cũng được, còn riêng cô chú anh chị mà đi cái liệu trình từ đầu tới cuối đó là 3 số 17 thì khỏi cần xài DAP nha. Mình cứ đi đều 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 cho em tới Tết có bông chơi. Rồi, ok, mình không có thời gian chăm sóc thì cứ như vậy, khỏi cần đổi phân. Nhưng mà cô chú anh chị nào mà xài để mà con tàn lớn để mình bán, mình thương mại đồ này nọ thì mình qua tới giai đoạn đó mình đổi phân cho em là DAP thường, hoặc là mình bổ sung lần riêng cũng được, nhưng mà DAP em thấy nó kích nụ lên cũng hay á. Mình đi tầm khoảng 1 tháng thôi, mình đi khoảng bốn cả nhà mình tưới 4 lần phân thôi là bắt đầu nó lên nụ, là bắt đầu nó chuyển qua cái hàm lượng kali nhiều xíu là cái giai đoạn đó nó nuôi nụ mập lên là ok ha. Thì cả nhà mình hiểu đơn giản, giai đoạn đầu là đạm nè, giai đoạn giữa là lân nè, giai đoạn cuối là kali nè. Thì nhưng mà cái giai đoạn đạm nó nhiều,
đạm là từ đầu mùa cho tới lối tháng 8 là chúng ta xài đạm nhiều nha. Tháng 8, tháng 9 là chúng ta xài lân nhiều, và cái tháng 10, tháng 11 là chúng ta kali nhiều, tháng 12 ngưng phân luôn được rồi nha. Thì nó đơn giản là như vậy nha cả nhà. Nó cực kỳ đơn giản luôn, mà chủ yếu là chúng ta có áp dụng được điều hay không. Về nói về cái vấn đề mà quan trọng kế tiếp nữa là nước. Cái cây mai nếu như mà nó có tốt hay không là 90% là yếu tố là do cái nguồn nước. Thứ nhất, nước sạch không bị ô nhiễm nè. Thứ hai nữa là cả nhà mình phải tưới vừa đủ, nó không có quá dư, không quá thiếu. Thí dụ như trong một cái vườn của em có những cái cây em ép cái chậu rất là mỏng như bên kia nha, và có những cái cây cái chậu dày như bên kia, thì khi mà chúng ta tưới chúng ta phải dòm cái cây, là biết cái cây nào nó cần nhiều nước, cần ít nước để chúng ta tưới nha. Nhìn cái màu lá thì cái đó có nhiều cô chú chị hỏi làm sao biết, cả nhà mình nuôi từ từ sẽ biết nha. Thế nhưng mà lên mà là mình lái xe vậy, nó lúc đầu làm sao mình canh được những cái lề nào nọ, những xe ô tô làm sao được. Thì khi mà chúng ta chạy từ từ rồi chúng ta tự động nó có cái cảm giác, cái cây mai cũng vậy, từ từ nó có cái kinh nghiệm. Thì chắc chắn cả nhà mình nuôi cây mai phải chịu đóng học phí rồi, mà nếu không mà cái cách tốt nhất mà không đóng đóng học phí thì chúng ta không chơi thôi, cái đó thì chắc cú rồi. Nhưng mà ví dụ như đối với những cây mai mà chậu dày thì chúng ta tưới canh, mình nhìn cái màu lá nó là biết cần nhiều nước ít nước, thì mình tưới nó ít lại xíu à, tại vì nó cái bầu nó lớn thì nó giữ nước được lâu à, còn những cái chậu mỏng đó thì chúng ta một ngày chúng ta chỉ tưới nó hơi nhiều xíu ha, hoặc qua tới cái mùa mà nó ôm ôm nụ luôn thì một ngày có thể chúng ta tưới 2 lần rồi. Cái thời gian tưới nè, thời gian mà tưới cây tốt nhất trong ngày chúng ta bắt đầu lúc là khoảng tầm khoảng 9 giờ à, ngay giờ này em đang quay luôn nè, là mấy anh em đang tưới cây xem thì 9 giờ để làm chi. Thì cái giai đoạn này á, thì bắt đầu những mà cái cây mai mà nó mạnh á, thì nước nó hút cũng gần cạn rồi, do đó chúng ta bổ sung vô thì cái mai chúng ta rất là tốt luôn ha, rất là khỏe. Thứ nhất, thứ hai nữa thì thí dụ như cả nhà mình tưới cái giấc 9 giờ thì tới chiều nó vẫn còn nước trong cái cây à, do đó thì một ngày chúng ta tưới 1 lần là đủ. Còn nếu như chúng ta sáng sớm chúng ta tưới thì từ 6 giờ sáng mà nó hút tới chiều là nó hết nước, thì cái giai ngày hôm sau nữa mà chúng ta lỡ tưới tải chút xíu nữa thì cây mai chúng ta nó sẽ bị khô, nó không tốt nữa nha cả nhà, không tốt nữa. Rồi cái quan trọng nữa thì là cái vấn đề mà điều cử nè, là cái đó là cần á cả nhà. Ví dụ như nhất nước gì phân và tam cần tưới giống á, là cái cần cù của cái, là coi như là chúng ta phải tưới tưới phân, xịt thuốc, tưới nước phải đều 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 đều, thì bảo đảm cả nhà mình cây mai nó rất là tốt, nó không có cần phải tốn kém gì nữa cả nhà. Thật sự mà nói thì cái cây mai nó không có cần quá nhiều phân thuốc à, chủ yếu là đều là cây mai chúng ta sẽ tốt à, thì do đó thì cái khâu mà tưới thì rất 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 quan trọng nữa nha, tưới rất là quan trọng luôn. Còn một cái nữa thì nói về cái vấn đề giống nha, vấn đề giống thì đây thì cả nhà mình thấy thì có những cái giống mai hiện tại trên thị trường thì mới ghép em tháo bọc không bao lâu, và cả nhà mình xem nó ra rất là mạnh nè à. Thì khi mà chúng ta ghép chúng ta nên chọn những cái giống nào mà nó phát triển mạnh, bông đa ưu điểm để mình ghép vô thì nó phát triển mau, thứ nhất phát triển mau, thứ hai nữa thì mình dễ chăm nè, dễ chăm rồi bông nó đẹp nữa, rồi mình làm kinh tế thì hiệu quả nó sẽ mau hơn. À, một cái vấn đề nữa thì bên vấn đề là thuốc nha cả nhà, thuốc xịt thì nó cũng rất là đơn giản thôi, cái gì cũng vậy, con người ta cũng vậy, cây cũng vậy, khi mà chúng ta ngừa thì lúc nào nó cũng sẽ hiệu quả hơn là chúng ta trị nha cả nhà. Do đó thì trên cây mai chúng ta nó có những cái vấn đề là rất là phổ biến thôi. Thứ nhất là sâu nè, sâu thì sâu với bọ trĩ. Sâu bọ trĩ thì chúng ta nên xịt đều cử, nhất là những cái cơi đọt mà nó mới lú ra chúng ta bắt đầu xịt chặn liền thì nó sẽ không bị sâu ăn, thứ nhất, thứ hai sẽ không bị bọ trĩ đánh đó. Thì cây mai chúng ta nó sẽ ra được những cái cơi đọt như thế này nha. Thì cái đó là chúng ta phải phải canh, nếu như mà mình đam mê nó, là mình muốn phát triển kinh tế về nó thì phải canh cho nó ok. Để cả nhà mình sẽ xem cái lá nó không có một miếng sâu, không có bọ trĩ như thế này thì nó sẽ phát triển ok thôi. Và cái nói về cái vấn đề mà thứ cái tiếp nữa là bệnh. Bệnh thì nãy em có nói thì nó có 4 nguyên nhân để gây ra bệnh trên cây mai. Thứ nhất là nấm nè, thứ hai nữa là vi khuẩn nè, thứ ba nữa là
tiếng tùng rễ nha. Tiếng tùng rễ thì nãy em có nói là pha Ridomin tới với tiếng tùng hàng tháng á. Rồi cái cuối cùng nó là virus ha. Virus thì trên cây mai chúng ta thì ít gặp lắm, nhưng mà gặp thì cũng không được, y như người ta mình bị nhiễm virus vậy, chẳng hạn như virus HIV vậy, thì khi mà đã bị virus rồi thì không có trị được nha cả nhà. Cái đó thì cả nhà thấy đang cây đang đang sung vậy tự nhiên ngã ra chết rồi thì bó tay đem nhổ giục thôi. Và nó cũng không có cách, nó cũng không có cách mà để chúng ta ngừa nữa, thì cái đó là xui chịu nha, đó là mình xui mình chịu. Rồi cái nói về vấn đề nấm bệnh và vi khuẩn, cái tiếng tùng thì mình tưới hàng 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 tháng thì nãy em có nói rồi thì nó dễ rồi. Và nấm bệnh và vi khuẩn thì chúng ta ngừa sao, thì cứ mỗi lần chúng ta xịt thuốc đó, hoặc là ví dụ như cả nhà mình như em thì 10 ngày nha. Mấy anh chị em mình không có thời gian nữa thì nửa tháng, hoặc là có thời gian nữa không có thời gian nữa thì cũng tháng, thì cái đó bó tay bảo đảm thì không tốt bằng của tụi em rồi. Nhưng mà cả nhà thí dụ như bây giờ mình 10 ngày mình xịt thì mình nên xịt những cái loại thuốc nào mà nó có ngăn ngừa bệnh á. Ví dụ như em đang xài hàng Antacon nè, hoặc là cả nhà mình xài Mancozan, hoặc là xài Ridomin, ở vậy xài thằng Cốc 85, hoặc là cái nữa thì Anvin ha. Thì những cái hàng đó thì cái này nó vừa ngừa nè, vừa trị nè, nhưng mà tốt nhất chúng ta xịt trước khi nó có bệnh nha, thì cây mai chúng ta sẽ rất là tốt. Nó bệnh rồi thì trị nó cũng được đó, nhưng mà nó cần thân và cái cơ lá nó bị xấu nha cả nhà, cơ lá nó sẽ bị chắc chắn thì nó xấu quắc rồi. Thì cái clip này chủ yếu là em làm cho những anh em nào mà mua cây bên em mà đang cũng hôm đó là yêu cầu em làm cái clip để dành coi lần lần, và trong cái quá trình mà mình làm mình không không nắm được nữa thì cứ liên hệ trực tiếp chỗ em. Và cái nguồn phân thuốc ở đâu thì cả nhà mình lên mạng mình sạch cái gì cũng có nha cả nhà. Có điều cô chú anh chị mình nghe mấy anh em trên mạng chia sẻ rồi, bây giờ kiếm phân thuốc không biết kiếm ở đâu, lên mạng sạch ở đâu cũng đó có, hoặc là liên hệ trực tiếp chỗ em thì chỗ em cũng có cung cấp thuốc bảo vệ thực vật luôn nha cả nhà. Ở đây em không có clip này không, mình không có quảng cáo bán nha. Đó thì về vấn đề bệnh thì nó có những vấn đề như nãy em có nói là nấm nè, vi khuẩn nè, rồi tiếng tùng và virus, thì nó cũng rất là đơn giản thôi, chứ mình xịt ngừa thôi. Xịt ngừa là gì, như chỗ em nè, giờ là như mới xịt luôn nè, Antacon nha, cộng sâu. Và cô chú anh chị mình lưu ý cho em là từ khi cây mai của mình nó thiếu chất dinh dưỡng, hoặc là giai đoạn đầu ha, hoặc là giai đoạn đầu thì chúng ta nên xài thuốc dưỡng lá, hoặc là thuốc tăng trưởng rồi này nọ thôi, hoặc là chúng ta có thời gian như em nên xài nha, ăn cho mau lớn khung tàn. Còn không cô chú chị mình xài sâu á, sâu bò trĩ với lại thằng thằng ngừa bệnh này thôi, khỏi cần mình xài tăng trưởng. Nếu như mà cả nhà mình không có thời gian thì xài rất là tốt, tại vì nó có một cái gì cả nhà, cái thằng thuốc sâu nè nó cộng được với thuốc trị bệnh nè, thằng thuốc sâu cộng được thuốc dưỡng nè, nhưng mà thằng dưỡng với thằng bệnh là hai thằng đó không không xài được với nhau. Cả nhà mình lưu ý cho em, nếu như cộng hai cái đó lại là nó mất tác dụng của cái thuốc của người ta. Còn trên thị trường có một số loại thì nó xài chung vẫn được, nhưng mà nó cả nhà mình không không có nắm được cái thành phần trong đó thì nó nhiều khi mình xài là hai cái loại nó không xài được chung được, nó phản ứng hóa học là nó không còn tác dụng nữa, thậm chí là nó làm hại luôn cho cái cây chúng ta, do đó chúng ta đừng xài. Thì cả nhà mình nhớ là sâu nè, xài với lội gì cũng được ha. Thì cả nhà mình mỗi một lần mình xài thì mình pha chút xíu chút sâu vô, tại cái mai sâu nó rất là nhẹ, bò trĩ thì nó nặng thôi chứ mà sâu thì có hơi thuốc là nó chích ngắt rồi nha. Đó thì cả nhà mình lưu ý những cái vấn đề đó thì nó sẽ rất là hiệu quả nha. Sâu nè xài chung với bệnh nè, sâu nè xài chung dưỡng nè, hoặc là dưỡng một mình nè, bệnh mình nè, vậy đó. Thì cả nhà có thời gian thì tách ra từ cái thì vậy thì nó ngon nhất, nhưng không có thời gian thì mình cộng thì chỉ được cộng chung với sâu thôi nha, cô chú anh chị mình lưu ý vậy. Rồi thì giờ em tóm lại nè, để cho cả nhà mình nắm nè, thì nói về cây mai thì nó chỉ có nhiêu đó thôi, nước nè, phân nè, và thuốc ha. Đây thì phân như nãy em nói nè, chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu từ tháng 1 tới tháng 8 là đạm nè, tháng 8 tháng 9 là lân nè, tháng 10 11 là kali, là mình cái loại đó nhiều hơn. Mình xài N37, mình xài NBK thì cả nhà mình sử dụng cái thành phần đó như vậy ha. Đạm, lân, kali. Đạm thì kéo dài nè, lân 2 tháng, kali 2 tháng.
À, cả nhà mình nên nhớ, à, mình đừng có suy nghĩ nó quá phức tạp, nó dễ vậy, đạm lân kali ha. Rồi, à, và qua tới phân thuốc đó, thì nó chỉ có đơn giản vậy thôi. Sâu bệnh thì bệnh thì mình ngừa, vậy là nó không có bị bệnh vậy thôi ha. Thì cả nhà mình ngừa trước khi bị bệnh, và khi bị bệnh rồi thì mình vẫn xịt trị cũng bình thường, vẫn là những loại thuốc đó như anh Vin, anh Tacon ha. Và nhiều cả nhà mình có cái thằng nấm hồng thì mình xài châm bông mình quét lên ha. Hạn chế châm bông, hạn chế xịt trên lá. Như cái nhà châm bông rồi chúng ta xịt trên lá thì nó thứ nhất là nó quá nóng, nó có thể bị cháy cái lá chúng ta luôn nha. Thứ hai nữa thì nó khi mà cây mai chúng ta đang phát triển rồi, xài châm bông mà cả nhà mình xả không xả sớm được là nó có thể là nó sượng một cây đọt, nó luôn làm cây chúng ta nó yếu cây luôn á, tại nó nóng. Cả nhà mình không biết có xài thường không, xài châm bông mà có nhà xịt ở dưới cỏ dưới là chết luôn á. Do đó thì chúng ta pha kẹo quét lên ha. Thì ở tiệm cơ sở thuốc bảo vệ thực vật người ta có chỉ chúng ta xài áp dụng nha. Thì phân thuốc nó chỉ có nhiêu đó thôi, cái quan trọng nhất là con người ta thôi, quan trọng nhất là cô chú anh chị mình tưới tắm sao cho đều cử và xịt thuốc đều cử thì cái mai sẽ tốt ha. Chúng ta đừng có thần thánh quá cây mai, tự mình làm khó mình thì nuôi rất là khó. Chúng ta cứ suy nghĩ nó là một trong những cái dòng rất là dễ tính, tại vì nó đem về cả nhà mình vũ sạch đất, nó vẫn sống bình thường ha. Cắt dăm cành ghép được tất cả các thứ nó rất là dễ. Do đó thì cả nhà mình đừng có mà cưng nó quá rồi mình cho nó thành một đứa con cưng thì sau này nó ra đời nó tự sống thì nó hư thôi. Cả nhà mình thấy xưa ông bà xưa cứ tòng nói hành ra kỳ, cây mai chia mẻ tự động lớn lên rồi nó bự bự mình bấn vô mình chơi vậy là xong ha. Hoặc là tới Tết thì trồng trước cửa vậy, thì tới Tết lặt lá ra bông cũng tùm, thì nó vậy đó, chúng ta cưng quá thì chúng ta chịu. Hoặc là nếu như mà cưng cũng được, nhưng mà chúng ta cưng đúng cách, chúng ta làm có thời gian làm kìa, như em á thì mới được. Còn như cả nhà mình không có thời gian, không có chuyên về nó mà cưng nó quá thì làm cho mai chúng ta nó khó. Rồi cái này nói chung thì không phải là em cái này không phải thầy bà không phải gì nha cả nhà, tại là mình biết sao mình chia sẻ vậy để cho những cái khách hàng mà mua cây bên em nha, cô chú anh chị mình nghe rõ, chứ không phải là em lên em chỉ rồi em dạy gì nha cả nhà. Cái kinh nghiệm cái đó là chia sẻ kinh nghiệm của em. Cô chú anh chị nào mua cây bên em mà không biết cách chăm thì hôm đó nay có yêu cầu em lên những cái clip để mà về mình nghiên cứu rồi mình chăm á cả nhà. Thì do đó em có lên cái clip như bữa hôm nay thì cả nhà mình có gì thì lưu về mình xem, cái nào không hiểu á, hoặc là trong quá trình em quay á, thì nhiều khi cái nhớ cái không, không có chuẩn bị kịch bản gì đâu, cái nhớ cái không thì còn thiếu sót cái gì thì cả nhà mình cứ liên hệ em ha. Hoặc là trong quá trình mà em chia sẻ cả nhà mình thấy có gì mà chưa có phù hợp thì cứ comment lên để cô chú để chúng ta có cái kinh nghiệm để mình làm được những cây mai đẹp nhất để mình chơi Tết ha. Cây mai là cái cây truyền thống mà không thể thiếu của người dân Việt Nam chúng ta mà. Do đó thì những cái clip mà em làm thì em muốn có cái gì đó để lại cho cả nhà mình ha, để lại cho cả nhà mình lưu lại để mình chăm sóc, để mình có được những cái sản phẩm gọi là để lại cho con cháu được chúng ta chơi sau này được ha. Thì chơi chơi cây á, chơi cây chơi kiểng á thì ngoài kinh tế ra thì cũng là một phần cái máu coi như là cái máu nghệ sĩ đó nha, coi như là cái máu nghệ sĩ chúng ta có, nên ai cũng muốn có cái gì đó gọi là để đời. Do đó thì cả nhà mình muốn có cây mai đẹp chơi thì chăm sóc mà hiệu quả nhất thì cứ liên hệ trực tiếp chỗ em thì dễ nhất ha. Rồi chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha.